Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải nha Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật những thông tin về cái việc mà lên sàn của cái đồng Leon cũng như là hướng dẫn các bạn thêm cái mã con chắc vào ví Metamask để chuẩn bị ngày 31 nha các bạn Ngày 31 tháng 5 nó sẽ mở cho chúng ta giao dịch chúng ta sẽ giao dịch trên sàn Uniswap ở trên ví Metamask nha Rồi đầu tiên mình sẽ cập nhật thông tin nha các bạn rồi đây là thông tin mới nhất nè Đó là ngay đây nè à, Đó là chúng tôi rất vui mừng à, Chia sẻ cái hộp phong phối chi tiết cho cái đồng Leon nè Tổng nguồn cung của nó là 820.680 tỷ Leon nha các bạn à, Rồi cái này là nó thêm LB nè Là 15.000 tỷ nè Rồi cái này là nó bán à, Raiwit nè Tức là nó bán vòng riêng tư rồi đó các bạn Rồi nó e cho chúng ta là 79.000 tỷ nè Rồi à, tiếp theo đó là à, tiếp thị nè à, uh, tiếp thị là 4.000 tỷ uh, cái đồng Leon nha các bạn rồi đây là cái mã con của nó nè rồi phía bên dưới nè nó là nó sẽ đốt nha các bạn đây là 722 uh, 680 tỷ còn lại nè à, uh, sẽ bị đốt nha tức là 722.000 tỷ này là sẽ bị đốt hoàn toàn luôn nha các bạn nó chiếm tới 88 phần trăm cái tổng nguồn công tức là tổng số này bị đốt hết luôn tức là những cái là cái con số 15.000 tỷ nè rồi à, uh, À, đó là 79.000 tỷ nè, rồi 4.000 tỷ nè. Là những con số này là giữ lại nè. À, đấy, rồi các bạn lấy cái con số 820 uh, uh, đó là nghìn tỷ nè, các bạn trừ lên những con số này, nó sẽ ra con số này sẽ bị đốt nè. Đấy. Nó sẽ bị đốt 88% nha, để mà nâng cao cái giá trị nè. Đây. À. Điều này nhằm mục đích đó là nâng cao giá trị của Leon và mang lại cái lợi ích tối đa cho cộng đồng nè. Rồi tiếp theo đó là sau khi bị đốt phát tổng cũng chỉ còn 98.000 tỷ thôi nha các bạn. này đốt hết luôn còn 98.000 tỷ. Rồi kế hoạch ra mắt dự kiến nè, đó là triển khai hợp đồng thông minh là ngày 28 tháng 5 tức là ở thời điểm hiện tại đó, chúng ta đã có hợp đồng thông minh, chúng ta đã có thể thêm hợp đồng thông minh vào ví MetaMask rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là ngày 31 tháng 5 nó sẽ cho lên sàn nè nhưng mà nó phân chia theo giờ nha các bạn đó là 9 giờ sáng giờ UTC nè thì các bạn lấy 9 các bạn cộng 7 nha là à, 16 nha tức là 4 giờ chiều ngày 31 tháng 5 nha các bạn nhớ nhớ nha 4 giờ chiều là nó sẽ thêm thanh khổ ban đầu nè lấy thêm thanh khổ ban đầu à, rồi tiếp theo đó là thêm thanh khổ ban đầu nè là Leon và à, Grab ETH nha các bạn rồi tiếp theo đó là 9 giờ 5 tức là 5 phút sau á nó sẽ mở cửa cho những cái nhà đầu tư tư nhân yêu cầu Leon tức là những cái nhà đầu tư mà đã mua trước đó các bạn mua những cái vòng như là vòng riêng tư vòng thiên thần rồi đó các bạn là những người này được uh, rút trước cho các bạn đây là rút rút trước là mở cửa cho nhà đầu tư tư nhân yêu cầu là là 9 giờ 5 là họ được rút trước nè rồi 9 giờ 10 á uh, tức là 16 giờ chiều uh, uh, giờ Việt Nam đó các bạn 16 giờ 10 phút nha là cái thêm được thanh khoản thứ hai trên Uniswap nè. À, vậy á, có nghĩa là những cái người mà họ mua trước á, họ sẽ được à, à, bán trước nha các bạn đây họ mua trước là họ được bán trước chúng ta chưa nha rồi tiếp theo là 9h30 nè Tức là 30 phút sau á Là mở cửa cho các nhà đầu tư bát và thợ đạo AirDrop nè Đấy à, tức là 16h30 Tức là 4h30 chiều nha Ngày 31 là những cái người mà mua ở trên Altin Laobat á Với lại là những thợ mỏ như chúng ta nè à, Mới được bán nhật bạn. Tức là những cái người mà người ta mua trước á Những cái vòng riêng tư vòng thiên thần á Là người ta được à, rút trước và bán trước Rồi tới 9h30 á à, Chúng ta mới có thể mà nhận nè 9 giờ 30 tức là 4 giờ 30 nha à, 16 giờ 30 đó chúng ta mới có thể nhận nha các bạn đấy chứ không phải là à, 16 giờ đâu 16 giờ 30 là những người đào miễn phí á à, với lại mua trên Outlet mới nhận mới bán được nha mới rút được đó các bạn các bạn hiểu đơn giản là như vậy nha rồi tiếp theo đó là 9 giờ 35 là nó sẽ thêm vòng thanh khoản thứ ba trên uh, Leon trên Uniswap nè rồi 9 giờ 40 á, là nó sẽ chuyển quyền sở hữu hợp đồng thông minh đến địa chỉ uh, đã chết nè rồi 9 giờ 45 á, nó sẽ ghi token LB nè rồi 9 giờ 50 nó sẽ đốt cái phần mà à, 88 phần trăm cái tổng nguồn công là đó 722.000 tỷ á, nó sẽ đốt nha đấy rồi bên dưới này thông tin này cũng không có gì quan trọng đâu các bạn đấy chúng ta hiểu đơn giản nè à, chúng ta là những cái cái người đào miễn phí là tới à, 9:30 chúng ta mới có thể rút nha à, cũng như là những cái người mua trên Outland Labs nè cũng 9:30 nha à, tức là 16:30 đó các bạn còn những cái nhà mà đầu tư á, mua ở vòng riêng tư vòng à, cấp vốn rồi đó các bạn là họ được bán trước ở 9:05 đấy nhưng mà các bạn yên tâm nó có ba cái được bơm thanh khoản nha nhưng mà ở đây thì mình không thấy nó nêu ra à, ba cái được bơm thành cổn là mỗi một lần bơm như vậy là nó sẽ có bao nhiêu nha các bạn Cho nên chúng ta vẫn khó đón được cái giá của nó nha Rồi và bây giờ chúng ta sẽ thêm cái hợp đồng thông minh của nó nha các bạn Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ copy cái mã con trắc của nó nè Đây là cái mã con trắc nha à, Các bạn đi giữ các bạn bấm vào sao chép nha Thì bạn nào mà à, copy trên điện thoại không được á Thì các bạn cứ việc vào à, Đó là trang Twitter của dự án nè thế các bạn vào đây các bạn copy cái mã cung trắc này nha Rồi sau đó các bạn mở cái ví metamask các bạn lên rồi sau khi mà các bạn vào cái ví Metamask của các bạn thì chúng ta sẽ tiến hành thêm mã con chắc nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn chọn đúng mạng Ethereum cho mình. Ethereum các bạn bấm bên trên nè. À, bạn nào đang ở mạng khác thì các bạn chuyển về mạng Ethereum cho mình nha. Rồi sau khi mà các bạn chọn mạng Ethereum xong thì các bạn chọn đúng cái ví nè. Cái ví mà chúng ta đã liên kết với cái ứng dụng IT Network đó, nó nằm ở đây nha. Các bạn chọn đúng cái ví này mới được nha. Rồi sau khi mà các bạn chọn mạng nè, chọn đúng cái ví nè thì chúng ta tiến hành thêm nha các bạn kéo xuống bên dưới nè bên dưới có cái chữ nhập tóc cần là các bạn bấm vào rồi tại đây các bạn bấm vào một tóc tùy chỉnh nè rồi các bạn có thể dán cái mã con chắc mà chúng ta vừa copy ở trên trang chiếc của dự án vào đây và cái mã con chắc này mình sẽ để bên dưới phòng mình luôn nha bạn nào có máy tính thì các bạn copy được còn bạn nào dùng trên điện thoại thì các bạn không copy được đâu các bạn phải vào trang chiếc của dự án để mà copy nha rồi các bạn bấm tiếp tục nè rồi như vậy là nó tự động hiện ra nè, đây là cái đồng Leon, số thập phân là số 9 nha. Nếu mà các bạn copy đúng là nó tự động hiện ra bên dưới, các bạn không cần điền gì cả. Còn các bạn copy mà các bạn dán vào các bạn không hiện hiện ra thì các bạn copy sai, các bạn phải copy lại nha. Rồi các bạn bấm tiếp tục cho mình. Rồi ở đây có cái đồng kinh op meme nè, thì các bạn bấm vào chữ nhập là xong nha các bạn. Rồi như mình là mình đã thêm rồi cho nên mình không thêm nữa đây nè. Sau khi mà các bạn bấm vào chữ nhập thì nó sẽ hiện ra phía bên ngoài kinh op meme nè và bây giờ chúng ta chờ đến ngày 31 đó, nó cho chúng ta mở rút là chúng ta vào đây chúng ta rút nha đấy rút là nó sẽ nằm ở đây rồi chúng ta bán nha các bạn thì video mà hướng dẫn các bạn bán thì mình đã hướng dẫn rồi các bạn có thể xem lại video đó nha mình sẽ để video bán bên dưới phòng bình luận nha thì trước khi bán các bạn cần phải có cái đồng ETH ETH nè để làm cái phí ga giao dịch trên uh, sàn Uniswap nha bạn nào mà chưa có thì bắt buộc các bạn phải lên uh, sàn OKX để mà các bạn mua các bạn uh, chuyển vào đây nha thì video đó mình đã hướng dẫn các bạn rồi nha rồi về đây là cái ứng dụng khai thác Athena Network nha các bạn thì uh, khi mà nó cho chúng ta mở rút á là chúng ta còn một cái bước nữa nha các bạn phải vào ứng dụng nè các bạn bấm vào cái phần ví nè rồi tại đây các bạn bấm vào cái phần nhận ERR nè. Thì cái địa chỉ ví mà chúng ta liên kết đi để, để mà chúng ta nhận nó nằm ở đây nha. Các bạn khi mà thêm mã con trắc các bạn chọn nhớ chọn đúng địa chỉ ví này nha. Đấy À, khi mà chúng ta nó cho chúng ta rút á, thì chúng ta vào đây chúng ta bấm rút nha Bấm claim nó mới về nha các bạn không phải là nó tự động về đâu à, Cái này là à, nó mở tuần giờ tuần giờ Những người mà khai thác nhận miễn phí á, như chúng ta khai thác miễn phí Với lại những người mà mua ở trên Lao La Bát á, là tới 16 h phút nó mới mở rút nha Tức là 4 giờ rưỡi chiều đó các bạn Ngày 31 nó mới mở rút chúng ta phải vào đây à, Chúng ta bấm claim nó mới về nha các bạn chứ nó không tự động về nha rồi và tất cả mọi cái thông tin mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.